Chào các bạn ơi, hôm nay mình cho gia đình nhỏ mình ăn sáng bằng nếp nha các bạn. Nên mình mới mua được nếp cẩm nè. Người miền Bắc thì người ta nói nếp cẩm, nhưng mà người miền Nam thì nói là nếp thang nha các bạn. Nhưng mà ở đây mình đi siêu thị mình mua được một túi này là 2 kg nè các bạn, rẻ chứ không có mắc. Nó cũng tiền nó cũng xấp xỉ với nếp thường à các bạn. Nhưng mà cái loại nếp này người ta làm lứt nha các bạn, ta chà lứt nè. Đây là nếp chứ không phải gạo, gạo thì gạo nhum, nếp thì nếp than, nhưng mà người Hà Nội thì kêu cái này là nếp cẩm nè, tại vì nó có cái màu lá cẩm. Rồi bây giờ mình đi nấu cho nó ăn buổi sáng, mà nó không có thích bỏ đậu nấu chung các bạn, nó không có thích vậy, nó thích ăn với là chà bông. Đậu đây thì mình ngâm rồi mình để nấu riêng để lên mặt nha các bạn. Bây giờ mình đi vo nè. Theo mình biết thì nếp cẩm á, ăn nó rất là bổ, giảm cholesterol nè, bổ máu nè, tốt cho hệ tim mạch nè, nó tốt cho tim, bổ máu, tốt cho mấy người cholesterol đó các bạn. Rồi phụ nữ giảm béo, tốt cho mắt. Nó là chống oxy hóa mạnh lắm các bạn ơi, chống ung thư đó, ung thư ruột kết rồi đó các bạn. Mình có làm cái clip nếp cẩm riêng để mình nấu về nếp cẩm riêng. Rồi bây giờ mình đi vo rồi mình nấu nha các bạn. Thì nấu với nồi cơm điện thì nấu bình thường à. Từ ngày mà có nồi cơm điện mà mới về thì mình hay nấu cơm nếp rất là ngon các bạn. Nhưng mà nồi cao tầng thì nấu không có ngon. Nồi cao tầng thì đúng cái vị trí của nó mình nấu nó mới ra. Còn mình nấu thường thì nó không có ngon. Còn nồi này á, nồi cúc cu của Hàn Quốc các bạn. Nấu một phát là nó chín liền à. Còn nồi cao tầng thì phải dặn với cái hệ cơm nếp. Dạy dặn với cái hệ nấu nếp nó mới ra. Thường thì mình bỏ đậu chung mình nấu, mình bỏ dừa cho mình nấu, nhưng mà hôm nay yêu cầu của con mình là ăn mặn chứ không có ăn với dừa nữa, thành ra mình nấu không à, mình bỏ chút xíu muối cho mình nấu không à, thì để nó ăn với chà bông nha các bạn. Đậu thì mình nấu riêng, mình nấu riêng rồi mình phi hành mình trộn, mình ăn kiểu của người Bắc á. Người Bắc người ta ăn bằng hành phi mà trộn muối với đường á các bạn, rất là ngon luôn. Thì nếp này là nếp Bắc, ăn kiểu người Bắc đi ha, ăn cho biết. Giờ mình đổ nước vô nha các bạn, đổ nước vô. Các bạn ơi, cái này là nếp nếp lứt các bạn. Mình nấu chắc lần đầu tiên mình không biết nấu như thế nào, nhưng mà hãy nếp lứt thì nó không có nhão. Mình nấu mình đổ nước nhiều hơn là cái nếp thường nha các bạn. Cho vô đây miếng muối, quay lên. Nếp thường thì mình để sắp sắp mặt, nhưng mà nếp này mình cho lên một phân nè các bạn, một phân nếp nước nè. Mình nấu coi như thế nào nha. Mình bỏ cái nồi này, mình nấu bằng cái nồi này quen rồi nè. Còn cái nồi này mình nấu mình không biết nấu, nấu phải chế độ nếp chứ chế độ gạo là nó không có chín. Mình nấu rồi mình thí nghiệm các bạn. Nhà mình sao nhiều nồi cơm quá à. Bỏ vô rồi xuống cắm đi, bắt đầu nấu nha các bạn. Mình nấu như vậy là nó chín, là nó chín như cơm vậy đó. Rồi bây giờ mình đi vo đậu xanh nè, mình nấu riêng đậu xanh, mình hấp riêng nha. Mình đi vo mình nấu thôi.
Mình ngâm qua đêm, mình bỏ nó muối vô mình ngâm nè các bạn. Nó không có chua đậu. Giờ chúng ta đem nấu đậu nha. Các bạn ơi, nồi đậu mình nấu đã chín rồi nè các bạn. Mình nấu một ít à. Có 50 gram nè các bạn. Bên đây mình bắt lửa lên, mình phi hành nha các bạn. Mình ăn theo kiểu người Bắc thì mình ăn với hành phi. Hành phi mình ta trộn muối với đường vô đó các bạn. Mình thích ăn cái kiểu này. À, với nếp cẩm con mình không có chịu nấu chung với là đậu như cái kiểu kia, để clip sau nha các bạn. Đây bây giờ mình chế dầu vô nè, dầu này mình cũng đã phi hành rồi đó, phi hành rồi đổ dầu ra đây đặng xào nấu ăn. Chế thêm dầu nha các bạn. Hôm nay mình làm hai loại, một loại hành bỏ vô đậu, còn một loại gì hành phi. Hành phi mình làm với lại đường với muối. Mấy món Bắc cũng có nhiều món ngon lắm đó các bạn, cũng có nhiều món mà hợp khẩu vị với mình đó. Dầu nó sôi rồi mình múc ra đây một ít nha, để mình trộn với là đậu. Trước khi mình nấu đậu mình có bỏ muối rồi đó. Đây là củ hành mình làm sẵn rồi nè các bạn, ở giữa Sài Gòn lúc này là mùa dịch, hành với tỏi nó mắc dữ lắm. Mình học cái cách trồng hành ở trong nhà có được hay không, mình có để lại mấy củ đó các bạn. Dầu nó sôi rồi nè, chút đổ vào đây một ít. Mình làm về hành nó xanh các bạn, còn mình bỏ vô thì hành nó không xanh, nó chín quá nó không xanh. Bây giờ bỏ cái này vô. Đi. Để lửa thứ sáu đó các bạn. Mình làm xong hành này rồi các bạn, mình chút ra nha, bỏ ra chén, bỏ vô mì, bỏ vô bún nè, để ở đầu bàn ăn là con mình nó thích lắm, mà rể mình thì nó không thích đâu, nó không thích ăn cái này. Ai thích thì ăn nha các bạn. Còn cái nước dầu này các bạn đều đổ vô một cái gì đó để dành mình làm đồ ăn cho nó thơm nha, tại vì hành mình phi nó cũng nhanh lắm, nó không khét dầu đâu. Đây là giòn rụm nè các bạn, giòn rụm luôn. Một lát mình cho đây một chút xíu đường, một chút xíu muối, ăn với làm cơm nếp sôi đó, ăn sôi theo kiểu các bạn. Còn bây giờ cái nồi này nè, cái nồi đậu xanh nè các bạn, thì mình bỏ vô đây. Hồi nãy mình nấu đậu xanh là mình bỏ muối rồi đó, bây giờ mình bỏ hành phi vô ha, mình trộn cho nó có độ béo rồi mà. Nấu rất là ít luôn, chừng một chén nè, nấu ra một chén nha các bạn. Nếu mà mình thích ăn nhuyễn á, thì mình trét lên cái dĩa sôi. Còn mình không thích ăn nhuyễn á, thì mình rải nó lên. Đây là hành nè, cho nó vô. Dầu ăn. Mình thích ăn cái nhân này lắm. Ăn cái nhân này nhớ bà già mình hồi xưa làm nhân bánh cơm nếp, nhân bánh ít đó bà các bạn. Làm nhân bánh ít thì cho vô một chút hành phi và muối. Đó. Hành phi và muối. Ăn cái nhân nó mặn mặn mà nó béo béo các bạn. Hồi xưa hành phi với tép mỡ chứ không có phi với dầu như bây giờ. Bây giờ thì không ăn mỡ, lấy đâu tớp mà mình ăn. Cháu mình ở nhà nó thích ăn lắm. Đó, đây là đậu xanh làm sẵn, có dầu với hành vô nha, muối.
Còn đây là hành phi. Thì hành phi này mình trộn, mình để cho nó nguội rồi mình trộn miếng đường, miếng muối vô đây. Đó là cái nhân, cái mà mình đi ăn kèm. Còn một thứ nữa là chà bông. Ai thích ăn cái gì thì ăn. Bây giờ mình xử cái hành phi này nha các bạn. Cho vô đây một chút xíu muối thôi, một chút xíu à. Đó. Hồi xưa mình ăn xôi bắp mình hay mình thích ăn cái hành phi này lắm các bạn. Xôi bắp mà của những người Bắc người ta nấu đó. Mình trộn lên nè. Có cái món hành phi này để lên trên. Mình thì ăn đậu phộng giả các bạn. Người Bắc thì người ta ăn mè với ăn hành phi. Rồi đường nha. Muối với đường, ai muốn ăn sao ăn. Làm có vị mặn mặn ngọt ngọt rồi mình rưới lên nếp. Ăn này là ăn theo kiểu người Bắc. Nhưng mà con mình hôm nay nó đề nghị là có chà bông nữa thì để cho nó bỏ lên một ít chà bông nha các bạn. Đây là cái chén hành phi của mình trộn rồi nè. Người ta ăn với xôi bắp rất là ngon luôn. Thơm dữ lắm. Muối với đường với là hành. Thế thôi. Mình bỏ gì lên trên cho nó thơm. Các bạn ơi, cái nồi cơm mình nó chín rất là ngon nha các bạn. À, cơm nếp. Nấu bằng nồi cơm điện nó rất là nhanh mà rất là sạch sẽ, thoải mái. Bây giờ mình múc ra nha. Bây giờ mình múc ra nha các bạn. Ăn sáng thôi. Rất là bổ dưỡng nha các bạn. Giảm cholesterol, đẹp da, chống ung thư. Mình thích. Bây giờ mình làm một dĩa ăn thì lấy cái chén múc ra. Đây là nếp lứt thành ra nó hơi bời rời nè các bạn, nó không có dính như cái nếp kia nhưng mà nó thơm vậy lắm. Nó ngọt. Đi giữa lúc này đi siêu thị thì có cái gì thì quơ cái nấy, chứ mà nếu mình không mua thì người khác cũng mua. Còn hai bịch mà mình mua có một bịch à. Mình nhường người ta các bạn chứ không phải mình ăn một mình người ta không có mà ăn. Đây, bây giờ mình đi lại đây. Rồi những cái thứ ăn kèm nè. Đây là những cái thứ ăn kèm nha. Ai muốn ăn kiểu gì thì ăn nha các bạn. Đây là chà bông nè. Thì trước hết mình để đậu lên ha. Đậu mình đánh rời chứ mình không có làm nhuyễn nha các bạn. Nếp cẩm. Nhưng ở trong Nam mình gọi là nếp than không à các bạn ơi, không có gọi nếp cẩm mà nếp than. Than có nghĩa là cái màu nó hơi tím đó. Còn có một loại nữa là gạo nhum, nếp thì nếp than mà gạo thì gạo nhum. Nó có hai loại, một loại nếp, một loại gạo. Rồi mình bỏ hành phi lên ha. Ai muốn ăn kiểu gì thì cho kiểu đó. Mình thích ăn hành phi này lắm. Hành phi này nó có muối, nó mặn mặn mà nó thơm. Đường với muối nó mặn mặn mà nó thơm thơm. Ăn kiểu người Bắc mà. Rồi, chào các bạn nha. Chúc các bạn ngon miệng với mình nha. Có một buổi sáng lành mạnh nha các bạn. Nếp này ăn rất là bổ dưỡng đây. Đó. Xin chào.